Sau gần một tháng tạm hoãn, sáng ngày 14 tháng 10 năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gian lận trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong suốt hơn một năm qua. Hai bị cáo chính trong vụ án này là Nguyễn Thanh Hoài, 50 tuổi và Vũ Trọng Lương, 41 tuổi, là trưởng và phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang bị khởi tố và bắt tạm giam cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết quả chấm thẩm định lại các bài thi do đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện cho thấy 114 thí sinh với 330 bài thi có tổng điểm đã chênh lệch từ hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lệch hơn 20 điểm so với chấm thẩm định. Cá biệt, có những thí sinh được tăng lên 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với bài chấm thẩm định. Vũ Trọng Lương đã tự ý mở khóa niêm phong để lấy các bài thi trắc nghiệm rồi sửa chữa đáp án. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Hoài được xác định đã đưa chìa khóa phòng chứa các bài thi để ông Lương đột nhập và thực hiện việc gian lận điểm thi. Ngoài ra, ông Phạm Văn Khuông, 60 tuổi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Cùng bị khởi tố về hành vi này còn có bà Lê Thị Dung, 50 tuổi, cựu phó đội trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ, công an tỉnh Hà Giang. Trước khi bị khởi tố, bà Dung đã bị tước danh hiệu công an nhân dân. Một phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khác là bà Triệu Thị Chính, 51 tuổi, cũng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bà Chính là phó chủ tịch hội đồng, trưởng ban chấm thi của Hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang, người trực tiếp điều hành tổ xử lý bài thi trắc nghiệm là nơi được xác định phát sinh các hành vi gian lận điểm thi. Trước đó, ngày 18 tháng 9, phiên tòa phải tạm hoãn do danh sách người làm chứng gồm 177 người được triệu tập nhưng chỉ có 55 người có mặt